Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn. Hôm nay thì một cái mã hàng rất là mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bên shop về cho các bác một số cái mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda nhé. Đây, mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng hàng bãi. Đấy, nhưng mà chưa qua sử dụng. Bên em thanh lý được hàng bãi chưa qua sử dụng cho nên là hàng nó còn rất là đẹp. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, có hai mẫu không nhá, có hai mẫu và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, đây nó sẽ có một cái mẫu là một mẫu là nó sẽ có là hai hai kính nhá. Đấy, gọi là hai mặt nạ. Đây, cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là cái bảo vệ như này. Đây. Và cái này thì nó sẽ là có cái lớp kính như này con này, có cái lớp kính như này nhá. Đấy, hàng này thì nó gọi là nó bị chảy xước nhẹ cái bên ngoài thôi. Đây, bên ngoài nó hơi bị chảy xước nhẹ như này. Hàng thì 100% là hàng của thương hiệu Honda nhé, hàng thương hiệu Honda cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bên ngoài thì hơi bị chảy xước nhẹ đấy. Thì các bác lên theo là mũ hai kính và mũ một kính nhá. Hai kính thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái kính phụ đây, đấy, gọi là một cái lưỡi chai phụ như này đấy. Đây, một cái lưỡi chai phụ như này các bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 cho một cái con to lưỡi chai phụ như này nhá. Đấy, tức là con này nó có bảo vệ kính này, khi các bác gảy lên như này thì kính các bác để nó sẽ giảm cái độ chảy xước đi. Đấy, giảm độ chảy xước đi và các bác có thể kéo lên kéo xuống như này. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000 bên em sẽ bao ship. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Đây. Đấy, đây nha, em đội cho các bác xem này. Đó. Đội vào thì nó rất là ôm luôn. Đấy, không dùng thì các bác đẩy lên như này. Đấy, vừa che nắng che mưa này. Còn khi nào dùng thì các bác kéo xuống cho em. Đấy, rất tuyệt vời luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất là kín nhá. Đấy, dây riết các bác đeo vào này. Đặc biệt là vừa chống ồn này, mùa đông các thứ các bác dùng thì rất là ấm áp, mùa hè thì chống ồn chống nắng rất là tốt này. Đấy, các bác thấy chưa, rất hiện đại luôn nhá. Đấy, thì nó có thể là đẩy lên đẩy xuống như vậy để khi tiện ích, đẩy lên đẩy xuống như vậy thì sử dụng rất là tiện ích nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật, thương hiệu Honda của Nhật đây, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất mũ thì rất là bền đẹp, chắc chắn và cứng cáp nhá. Đấy, giá thì sẽ là 230.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ này thì nó sẽ có cho các bác là mũ hai kính đi, lên cho em là mũ hai kính. Đấy, nó có một kính thôi nhưng mà nó có một kính thôi nhưng mà nó có cái bảo vệ kính này. Đấy, thì em gọi nó sẽ là mũ hai kính nhá, mũ hai kính. Còn con này thì nó sẽ là dòng một kính này. Đây, con này thì sẽ là dòng một kính. Con dòng một kính này thì cái giá của nó sẽ mềm hơn một chút. Đây, con này là con một kính này. Đấy, con một kính thì nó chỉ có kính không thôi, còn con kia thì nó có thêm cái lớp bảo vệ nữa. Đấy, và chất lượng, chất liệu mũ các thứ thì đều là như nhau. Đấy, chất liệu như nhau, form mũ cũng như nhau. Hàng của thương hiệu Honda thì các bác biết rồi, rất là chất lượng luôn. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, thương hiệu Honda này. Đấy, logo của hãng này. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là mũ một kính nhá. Con này thì là một kính, con một kính này sẽ là 200.000, 200.000 cho con một kính như này. Đấy, đây em cũng đeo thử cho các bác xem luôn. Rất chất lượng không nhá. Giá thì khá là hợp, đá sẽ là 200.000. Đấy, con này thì mình độ thì nó sẽ gọn hơn con kia một chút. Đấy, kính thì nó cũng kéo lên kéo xuống như này thôi. Rất là ôm đầu vừa vặn luôn nhá. Đấy, nó sẽ có một cho các bác một cái lớp mút như này, thì là đầu to đầu nhỏ, đầu to đầu nhỏ đều vừa hết và vừa với form đầu của người Việt Nam mình các bác nhá. Vừa với form đầu của người Việt Nam mình. Đấy, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì các bác đội tham gia giao thông thì cực kỳ là an toàn luôn. Đấy. Riêng một cái mũ của hãng như này mua bình thường giá của nó cũng phải là 500-700 nghìn một chiếc nhá, 500-700 nghìn cho một chiếc mũ như này. Đấy, bên dưới này thì có một cái lớp lót da này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nếu các bác mua một cái mũ bình thường cũng phải 500-700 nghìn nhá. Đấy, đây thì nó sẽ là hàng bãi chưa qua sử dụng và nó có cái hiện tượng là hơi bị xước nhẹ một chút thôi nhưng không có về vấn đề gì cả nhá. Đấy, hàng bãi thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, bên em thanh lý được cho nên giá rất là tốt. Và bên trong của nó thì lớp, những cái lớp mút của nó rất chắc chắn luôn, kính kiếc rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ một kính nhá. Mũ một kính này sẽ là 200.000. 200.000. Còn cái con mũ hai kính này thì có một cái kính đen để bảo vệ và một kính thường nha. Đó. Thì con này sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, giá thì cực kỳ là tốt và ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất tốt, ưu đãi cho các bác luôn. Chất mũ thì khỏi phải bàn rồi. Màu thì màu đen rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mũ của quân đội Mỹ nhá, quân đội Mỹ. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Test cho các bác xem này. Đấy. Đấy. Đấy, gõ xuống đất này là các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn nhá.
Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Một con mũ lưới như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này, 150k nhé. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích này. Đây các bác chỉ cần là đeo cái lưới này vào xem này, đeo cái lưới này. Đấy. Thì cái lưới này vừa các bác dùng để trang trí này, vừa là để co. Đấy, để co trang trí, hoặc các bác không thích dùng lưới thì các bác bỏ lưới ra. Các bác nào thích dùng lưới thì dùng. Đấy. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống dây dù lót như này để tránh đội mình chạm đầu vào trong cái lớp này thì nó sẽ bị nóng nhá, bị nóng. Đó. Giá sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150.000 cho một em mũ lưới như này. Đó, thì các bác có thể là lấy cái loại nào thì lấy. Con này thì cũng rất là hay nhá. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Rất là ngon lành luôn. Đội thì rất là vừa vặn và ôm đầu quá nhá. Đây. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới này, giá sẽ là 150k. Đấy các bác thấy không? Đây. Đội vào thì rất là vừa vặn luôn, rất vừa vặn, rất đẹp, rất xinh luôn. 150.000 cho cái em mũ lưới này các bác nhá. 150k thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể là lấy con nào thì tùy theo nhu cầu đích của các bác. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Panasonic nhá. Hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực, hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic. Cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này. Đồng đỏ au luôn nhá. Đồng đỏ au luôn. Rất ngon lành cho bác luôn. Hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá. Giá sẽ là 390.000. 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Công suất của nó là 2200W nhá. 2200W. Đây. Đấy. 2200W này sử dụng điện của nó là điện 220V nhá. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhá. Đấy. Thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40 cm, và chiều rộng này của nó là 3m15, và chiều cao của nó là vào đi là đi chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này, nó rất ngon lành cho bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi, 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đấy, quạt xanh, lên mã đem là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng pin, các bác mua về để mùa hè nóng nực mà đề phòng là mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này để mình dùng ở bàn làm việc này, hoặc là để động được. Đấy, số của nó đây, công tác đây các bác này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó, cũng rất là mát luôn và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40 cm, và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này, hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy, giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào đây nhá, cắm sạc vào đây cho em. Đấy, quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này, giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này. Đấy, thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá, kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này. Kéo thủ công nhá, đó. Kéo thủ công, giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá. Và bác nào mà các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này, hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua gẹ đều ok hết.
Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gỉ này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc, và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy. Mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ rẻ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 nhá. 30k trên một cái nhá. Và mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bác này. 100.000 cho 4 cái này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút, thì nó sẽ là cái con kéo khui bia đây, kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này. Đấy, có cái phần này để khui bia này. Đấy. Thứ nhất là khui bia này, thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này, rồi đánh vẩy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn. Đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều. Dày dẫn hơn rất là nhiều cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá. 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây con này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn. Các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem. Đây. Những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này. Đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt, tức là nó rất là bén luôn các nhá. Rất là bén luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rất bén luôn. Đó. Thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá. Có cái phần đầu khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Kéo khui bia. Kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 65k thôi. 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này. Mở nắp ra này. Mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá, có xìa như này. Hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Có thìa này nhá, có sẵn thìa như này. Đấy. 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bác, rất là ngon. Các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hật lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi, hật lên này là xong. Đấy. Lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị to đẹp như này. Hàng này hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250ml. 250ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bác này. Đấy. Nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái. Và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy. Về nhà thì các bác bóc ra, bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm, mình làm móc treo nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25kg luôn nhá, tới 25kg luôn. Đấy. Đây. Treo của nó là tới 15kg các, 15kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy đeo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy, thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho 3 cái. 20.000 cho 3 cái móc dán tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thớt tre nhá. Thớt tre giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây. Đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30 và một chiều này của nó sẽ là 24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy. Một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn này các bạn. Đấy.
chiều này của nó là đi 33, một chiều 33 và một chiều 24. Đấy, chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bạn. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này, 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2 4 6 6 3 là 9, 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng. Hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này. Các bác dùng để mình sâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cái sâm như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, sâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho một cây sâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu. Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái khóa chống khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé, 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi, 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Willing của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này, vừa là làm lạnh tốt này, và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy, máy xay. Hàng của thương hiệu Socani nhá, Socani. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bạn. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây. Đấy, nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga rồi Australia, Italia các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá. Công suất của nó sẽ là 400W và 1500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy thì con này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này. Đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Đấy, bằng thép luôn. Và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu, cho nên các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn. Nó có công tắc này rất là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này, 400W này, 1,5 lít này, điện 220 V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba đây, một cái cối thủy tinh to như này, và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2, 4, 6, 8 lưỡi này các bạn. Đấy, rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này. Âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, Âu thủy tinh dày 5 ly. Các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá. Đây, cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác nhá.
nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn đó. Nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bạn, có xoáy gen đây, đây. Có gen xoáy này các bạn, đây. Có gen xoáy như này, dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bạn thấy không? Đấy, lắp vào nó rất là chắc này. Đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là, các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 470.000, 470.000 và bao ship. Đấy. Đây, sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này. Tay giữ này, bật công tác này, đấy số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này. Đấy, vào số 2 này. Đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy chứ mình không nên dùng liên tục nhá, dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây. Đấy, cái âu này của nó thì bằng cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá, 1,5 lít, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy, rất tiện các bác theo đó. Xay thì rất là tít luôn đó, các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập vào lẫy như em như này, xong sập vào lẫy này, bật này đó, bật này, rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon, và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này cho nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay, máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450k cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì Nido Shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy. Một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaisa Villa, Kaisa Villa. Hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaisa Villa hàng của Đức này. Đun được là tới 1 2 3 4 5 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đấy, đây. Nắp của nó này các bạn. Đấy, đây. Các bác ấn mở này, rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn. Các bác theo. Cực kỳ là ngon luôn, nắp của nó này. Qua thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nhá. Đây, nắp của nó đây. Hàng bằng inox nhá và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, logo thương hiệu này. Đun được tới 5 6 loại bếp như này này, 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn. Kaisa Villa chữ dập chìm luôn nhá. Lên cho em đó là ấm đun nước nhá, ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này, 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng 5 chi tiết nhá, bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết, xin lỗi các bác, bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành. 60 cành trong cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây. Một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này. Bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Bấm thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Bấm rất là ngon. Đấy, và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này. Một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết, giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling hai hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong một cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này.
Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó, bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức, và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là 3 chiếc như này nhá. Cũng là 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, bộ ba móng Đức này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ ba móng Đức, giá sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức này. Bộ ba móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55k cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 ba cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá sẽ là 100k. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này. 4 cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa. 1 2 3 4 cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá. 100 cành cho một cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ví xanh như này, khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn, bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k. Đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc ắc quy nhá. Công tắc ắc quy. Thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này thì khi các bác muốn đấu bóng điện nha, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng mắt cho các bác này. Đây, nó có on off ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai ắc quy này. Các bác muốn mở bóng này, đấy, hoặc cắt như này rất là tiện. Các bác không cần phải dùng tay sử dụng, nó sẽ là bất tiện. Đấy, các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này. Đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình. Đó, và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là công tắc ắc quy nhá. Công tắc ắc quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tắc ắc quy, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái công tắc như này, đúng như cái hàng của em luôn. Lắp chặt vào cho em này. Đấy, mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tắc đóng ngắt như này, nó rất là tiện. Thì khi các bác muốn dùng bóng bánh, các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là công tắc ắc quy, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động? Hả? Cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy, thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một đôi như này. 30.000 cho một đôi như này thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ. Đấy, chuồng chó, chuồng mèo vân vân thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em. Lắp vào, bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào. Thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem. Giá chỉ có 30k thôi. Đây các bác nhá. Đấy, về nhà thì ví dụ như cái cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ, bị bong hỏng này. Các bác bắt vít con mới này vào cho em. Đấy, bắt vít vào như này. Và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ có một con ti, nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra. Đó, các bác thấy không? Đấy, và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào, nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nhá. Cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý, 30k, lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về một số cái mã hàng rất là hot, đặc biệt là bắt đầu vào mùa du lịch rồi. Thì bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu ba lô du lịch các bác nhá. Đấy, vali, vali kéo, các bác lên cho em là vali kéo. Đó. Màu sắc thì rất là đa dạng luôn. Kích thước thì em sẽ đo cơ bản cho các bác xem. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đấy, sẽ có hai loại, một loại cao cấp thì sẽ là 900.000 và loại bình dân hơn một chút
thì cũng là 650.000. Loại 650.000 này cũng là một loại khá là chất lượng cho các bác rồi, khá là chất lượng các bác nhá. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác này. Dẫm đạp đập phá thoải mái luôn. Đập banh banh xà banh các bác này. Dẫm đạp đập banh banh luôn, chỉ có đau tay thôi các bác nhá. Chỉ có đau tay thôi. Chất của nó thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đó thì bên em có hai mẫu, một mẫu là 650.000 và một mẫu là 900.000. Đấy, đây. Đây em sẽ đo kích thước cho các bác xem luôn. Đấy thì bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, cặp này thì nó sẽ là cặp bình dân này, cặp bình dân thì giá của nó sẽ là 650.000. Chiều cho nằm xuống. Đấy thì cái chiều ngang của nó sẽ là 40. Rồi, chiều ngang 40 các bác nhá. Đấy, chiều cao thì chiều dài của nó sẽ là 60 và chiều bề dày. Đấy, bề dày của nó thì sẽ là 25 các bác nhá, 25. Đấy. Tiếp theo đấy là con to, còn đây là con bé này. Đấy, em sẽ đo con bé cho bác xem. Con bé này thì chiều dài là 55. Đấy, tính cả chân là 55 nhá. Đấy. Và chiều ngang này là 35, chiều ngang là 35. Ngang 35 và chiều dày của nó thì nó sẽ là 20. Thì khi mà bên em gửi cho các bác thì bên em sẽ bỏ con nhỏ và con to. Đấy, bỏ con nhỏ và con to. Hai con nó sẽ nằm vào nhau. Đấy thì nó sẽ là combo bên em bán theo đôi. Một đôi này thì đôi loại thường thì sẽ là đôi loại thường thì sẽ là 650.000, còn đôi loại VIP. Đấy, loại VIP đây, đây là loại VIP này. Đấy. Kích thước thì nó như nhau thôi các nhá. Kích thước thì nó đều là như nhau hết. Kích thước thì đều là như nhau. Đây. Nhựa của nó là 100% là nhựa ABS nguyên sinh này. Đấy. Tay nắm hợp kim không gì các kiểu con là điểu luôn. Đây. Đấy, kéo ra rồi đẩy đi rồi xoay vòng các kiểu con là điểu luôn, rất là ngon nhá. Xoay này, đẩy đi này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó thì nó sẽ có cho các bác là mẫu VIP này thì các bác lên cho em là vali VIP thì sẽ là 900.000. Vali VIP là 900k nhá. Đó. Lấy cái bút tên này ghi. Vali VIP thì sẽ là 900.000, còn vali thường thì sẽ là 650.000. Đấy thì đây. Cái màu thường thì em cũng có mấy màu như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, em vừa đấy test sản phẩm cho các bác xem đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác xem đây. Đấy. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Đó, khóa 13. Các bác có thể ngồi lên cũng ok luôn, không bao giờ lo hề ấn gì. Đó, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Tay nắm của nó này. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Kể cả loại thường và loại VIP này thì tay nắm đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết. Cực kỳ ngon lành cành đào cho bác luôn. Đó, loại thường loại VIP như này, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và bên em sẽ bán theo combo nhá, combo. Đấy, nó sẽ bán theo đôi, từng đôi một. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đôi loại thường và đôi loại VIP. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đấy, vali VIP thì sẽ là 900.000 cho một cặp. Đấy, còn vali thường thì sẽ là 650.000 cho một cặp nhá. Đấy, một cặp đôi. Đó thì đây là loại thường này. Đấy, loại thường. Còn loại VIP thì là nó sẽ có cái bo đầu kiểu như này. Bo đầu kiểu này các bác này. Đấy, bo đầu kiểu như này các bác này. Đấy, loại VIP là nó sẽ bo đầu kiểu như này. Đấy, còn loại thường thì nó sẽ cũng có bo đầu nhưng mà nó sẽ đây, loại thường thì đây. Loại thường thì nó sẽ bo đầu kiểu này các bác này. Đấy, bo đầu kiểu này. Đấy, loại thường thì nó sẽ là bo tròn, còn loại VIP này thì nó sẽ bo khác hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà về cái chất nhựa nhất của nó thì nó sẽ chất lượng hơn. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì có thể lên theo số điện thoại này của bên em các bác nhá. Đấy, riêng cái hàng này thì hàng cồng kềnh thì các bác phải cọc tiền thì bên em mới gửi các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý có một bộ thôi, có một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý, cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán, chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, rất là chất lượng các bác này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này, một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bác nhá. Đấy, rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá, có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đấy, đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi.
Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá, một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, có cái chảo khoảng 28 cm này, và một cái nồi như này nhá, một cái nồi như này. Đó, thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác, giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 5-700.000 rồi. 5-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bác, đẹp, mới, sáng bóng nhá. Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực, tráng đá chống dính. Vung quai các thứ đây. Đấy, vung quai các thứ này. Làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá. Bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi. 500.000 bao ship. Đấy, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi đơn luôn nhá. Đấy thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi, nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô đây. Đấy, thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, cái mẫu cũ thì hết mất rồi. Đợt này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy, đây các bác này, đó. Hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây, các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy, lột tem niêm phong này ra. Đó, nó là cái dòng sáp khô, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này đây. Đấy, các bác nhìn bên trong nó chưa? Đó. Các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này. Sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hương hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì đấy? Cái tên nó là gì? Các bác lên cho em là bình 3 nhá. 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình. Cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500 ml nhá, 500-700 ml các bạn. Đấy, và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể xoáy ra trực tiếp này. Đó, inox 304. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn. Thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, giữ nóng giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là tổng là 3 cái cốc nhá. 3 cái cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn. Rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình 3 như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học đi chơi đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình 3. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho cái bộ bình 3 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đây, một con bình voi như này các bác đây. Đấy, một con bình voi như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy, phần cao su non. Và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào, khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304, rất dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình voi, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ
sạc nhanh của iPhone này. Đấy, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone, sạc nhanh. Sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh, giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng của thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô, đấy, vỏ ô tô, đấy, để nó tạo độ sáng bóng, độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này, đấy các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp. Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác trà lên cho em. Sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc, các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong này. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn đấy các bác theo. Đấy, nó vá này soát nó kín vào luôn và sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này. 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm rột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Hello các bác nhá, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhé. Được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn, chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhé. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Còn đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích các bác sử dụng. Giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội trĩ ngoại, rồi các bác bị co bối trĩ rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái típ thuốc trĩ như này. 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào, nấm ngứa, đấy, vẩy nến acid thì các bác bơi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn, nó cũng là thuộc dạng típ kem bôi như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục típ, 20 típ với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy. Thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ các nhá. Đấy. Thuốc trĩ. Giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long ben nhá. Giá sẽ là 25.000. Đấy, chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa, vẩy nến các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em, các cái bệnh ngoài da nhá. Đấy, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long ben như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này. Đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc, con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này, đấy, khớp gối này,
khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên thì em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một típ một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây nó sẽ là dòng miếng dán, và nó sẽ là dòng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân, rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây, đấy, nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau, đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em, rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một típ như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bạn, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán như này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc ra cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan, bàn chân. Đấy. Hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. Lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá. Giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy. Các bác đọc đủ tên cho em, nó nhiều bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu chứ không lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng ngoằng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy, các bác xịt hôi chân này. Đấy. Thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em. Lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó, thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó. Lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân. Xịt hôi chân này. Xịt hôi chân, giá của nó sẽ là 35k cho một bịch như này thôi. 35k cho một lon như này nhá. 35.000 cho một bình xịt hôi chân như này, rất là tiện. Đó, thì giày tất này các bác bị hôi các bác xịt trực tiếp lên bàn chân, hoặc xịt lên tất, hoặc là xịt lên trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá chỉ có 35k cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc.
hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đây các bác này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó, đây, made in Japan con này, nội địa của Nhật, made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Lên xem là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bạn. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo. Nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea có nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật thế này. 60k. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá. 40k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại cập nhật các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, bên shop về ngập tràn các mã hàng để phục vụ các bác. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, cân nhắc trước khi mua hàng, bên em ship code toàn quốc luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã dao bán rời từng chiếc, từng con một ở bên em. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con dao gọt thai các bác này. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt thai. Con này thì hàng của thương hiệu Watt Bồ. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, một con dao gọt thai như này. Siêu bén luôn. Đấy, con này có thể dọc được cái giấy bóng dai như này là các bác biết rồi này. Đấy, tức là nó dòng nó rất là bén luôn. Watt Bồ Japan các bác này. Đó. Con này thì chiều dài của nó là 20 cm và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đó. Các bác lên cho em là dao gọt thai, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao gọt thai này, đó, gọt thai. Giá sẽ là 80k cho một con dao gọt thai như này nhá, 80.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Con dao gọt của Đức này. Dao gọt của đây. Con này thì các bác lên cho em đó là theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 3 chấm như này. Nên các bác lên cho em là gọt 3 chấm nhá, gọt 3 chấm. Giá thì sẽ là 70k. Con này thì nó cũng tương tự như con gọt của Đức thôi, nhưng mà con gọt Đức thì em hết mất rồi. Đấy, cho nên các bác lên cho em đó là dao gọt 3 chấm nhá. Đấy. Gọt 3 chấm này, giá sẽ là 70k, nó cũng bằng con dao gọt của Đức nhá. Thì các bác có thể lấy con này cũng được. Con này thì nó sẽ dài hơn cái con gọt thai này một chút này, dài hơn con gọt thai này một chút. Đây, nó sẽ như này. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, tùy theo các bác thôi. Con này thì sẽ là 80.000. Đấy, con gọt 2 này thì sẽ là 80.000. Còn con gọt 3 chấm này thì giá của nó sẽ là 70.000 thôi. Gọt 3 chấm này của nó sẽ là 70.000. Hàng made in Japan. Đó.
con này thì cũng siêu bén luôn các bạn. Đấy, rất là bén luôn các bạn này. Đó, đây. Rất bén luôn các bạn theo. Đó, rất là bén luôn các bạn nhá. Đấy, da rất là bén luôn. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho con gọt 3 chấm như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao con dao chặt hoa này. Đấy, chặt hoa thì em chỉ còn một con thôi. Con này bao nhiêu đấy? 150.000 à? Con này là các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng, em đang bán là 150.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130.000 nhá. Đấy, chặt hoa 130.000 này. Đấy, 130.000 cho con dao chặt hoa như này. Đó, con này thì ra lấy cho anh cái thước đây xem. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là nguyên cái phần lưỡi này vào khoảng là 20 cm, phần cán này là 10 cm là 30 cm nhá, tầm khoảng 30 cm. Đó, 30 trên 30 cm một chút. Con này thì dùng để chuyên để thái chặt rất là ngon luôn. Đấy, chặt nhẹ cái thứ rất là ok. Đây, em chỉ có một con thôi, còn có một con thôi. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 130.000. Đây. Đấy, dài 30 cm luôn. Đấy, lưỡi gần 20 cm. Lên cho em là chặt hoa nhá. Thanh lý nốt một con 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là con dao các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt. Con này thì nó cũng vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy, 4-5 lạng. Dòng dao thì cực kỳ là đầm dao luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì khoảng 4-5 lạng. Con này thì các bác chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, thực phẩm thức ăn thoải mái luôn. Đấy, hàng liền thân nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, chuyên dùng để băm chặt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì đầm dao lắm, các bác chặt thoải mái luôn các bác. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chặt đứt nhá, chặt đứt. Con này thì giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một con dao chặt đứt như này, giá sẽ 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là cái con dao cai các bác này, dao cai. Con này thì sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng dao thái các bác, một cái dòng dao thái này. Dao thái như này các bác này, lên mã giúp cho em là dao cai nhá. Giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Con này thì cái phần lưỡi của nó thì sẽ là 17 cm và tổng thể chiều dài là 30 cm này. Đấy, lưỡi 17 cm. Và bản của lưỡi là 5,5 cm. Giá thì sẽ là 120.000 nhá. Đấy, 120.000. Dao thì rất là bén các bác này. Đấy, đây. Dao thì nó cũng là dòng dao siêu bén này các bác nhá. Dòng dao siêu bén rồi. Con này chuyên để thái này, hàng của thương hiệu Kai đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Kai nhá. Con này sẽ là 120.000 cho con dao Kai như này. Tiếp theo thì bên shop về thì các bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ này. Đấy. Con dao thái lỗ thì nó cũng tương đương như con dao cai thôi, nhưng bản nó to hơn một chút. Đấy. Con này thì sẽ là 125.000 nhá. 125.000. Đấy, dòng rất là bén luôn các bác này, rất là bén luôn nhá. Các bác theo, rất bén luôn. Đó. Con này thì phần lưỡi của nó sẽ là 18 19 cm, lưỡi 19 cm. Bản của lưỡi là 7 cm và chiều dài của nó cũng là 30. Đấy. Thì con dao cai và con dao thái lỗ này thì nó tương đương nhau. Đó, tương đương nhau như này. Con cai này thì sẽ là 120.000 và con thái lỗ này là 125.000. Đây. Đấy, hai con đều là cán gỗ hết nhá. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Con dao thái lỗ này, đây nó có cái lỗ này, em gọi nó là thái lỗ, sẽ là 125.000. Con dao cai này là 120.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá thì cũng na ná như nhau, nó lệch nhau một chút nhưng mà kiểu giá nó khác nhau. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao đó là con dao con này là con gì nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này, made in Germany này. Đấy, con này của nó thì chiều dài của nó khá là dài luôn. Đây, dao cũng rất là bén. Con này thì các bác có thể dùng để băm thái chặt, băm thái rồi phi lê đều được hết nhá. Nó rất là bén luôn. Đây, chiều dài của dao là lên tới 38 cm các bạn, 38-39 cm, rất là dài luôn, 38-39 cm. Phần bản lưỡi rộng nhất là 4,5 cm và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này các bác dùng để bổ dưa hấu này. Đấy, bổ dưa hấu rồi thái rau này, lọc này, phi lê này, rồi nói chung là gọt hoa quả các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là dài. Con này thì các bác lên cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức bao nhiêu nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000 cho con dao Thái Đức này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức này. Dao Thái Đức giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho cái mã dao Thái Đức như này, 130.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy con dao lọc bao da nữa nhỉ. Đấy, dao lọc bao da. Con này bao nhiêu nhỉ? 130. Cũng 130.000 luôn nhá. Đấy, hàng thương hiệu Kai. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da, có phần tay cầm như này.
các bác có thể dùng để mình lọc này. Đấy, lướt dao rất là êm luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con dao lọc như này. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em dao lọc bao da như này. Em này thì cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đấy, rất bén luôn các bác này. Rất là bén luôn. Và mình của dao thì rất là dày ạ. Mình dao rất là dày, các bác dùng để thái lọc thì rất là đầm tay luôn. Và nó có một cái bao da như này, các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng xong mình bỏ bao da, các bác có thể đeo vào thắt lưng để mình đi rừng, đi phượt hoặc là sử dụng rất là ok. Lọc bao da nhé, lọc bao da. Giá sẽ là 130k này, 130.000. Bỏ cho anh con dao chặt 1 cân lên đây. Chặt 1 cân nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt 1 cân nhé. Dao chặt 1 cân. Con này cân nặng là 1kg các, 1kg. Con này thì hàng này của nó thì miễn chê rồi các bạn. Đấy, chặt sắt chặt chiếc đều ok hết nhá. Đấy, em rất là nhiều video chặt sắt rồi. Cân nặng của nó là 1 cân nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân. Đấy. Dao 1 cân này. Dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1kg. Giá sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho bác cho con dao chặt 1 cân này luôn. Đấy, cả hai con dao quát bồ nữa. Dao chặt 1 cân nhá. Con này nặng 1 cân. Đấy, hai con này nhọn bầu ấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 33 cm, bản chiều cao là 11 cm và chiều rộng chiều dài của lưỡi là 22 cm các bạn. Đấy, con này dùng để băm thái chặt. Băm thái chặt thì rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì sẽ là 230.000. 230.000 cho con dao chặt 1 cân như này các bạn, 230.000. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác sản phẩm đó là bộ ba dao cán gỗ này. Đấy. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ cho các bác luôn thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 con dao. Đấy. 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000 cho 3 con nhá. 260.000 cho 3 con. Đấy. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ này, đó. Gọt gỗ thì sẽ là 40k này. Đấy, thái gỗ sẽ là 80k và chặt gỗ thì sẽ là 180.000. Đấy, còn các bác mua lẻ như vậy, còn mua combo 3 con thì sẽ là 3 con sẽ là 260k và bao ship. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ. Bộ 3 dao cán gỗ nhá. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Đây. Đấy, nếu các bác mua cho em là combo là 3 con này. 3 con này thì sẽ là 260.000 các bác này. Đấy. Bao gồm một con chặt, con này từ 5 đến 7 lạng này. Đấy, một con thái, một con gọt. Combo cho các bác 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000, 260.000 các bác nhá. Đó. Dao thì siêu bén rồi các bác này. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan các bác này. Đó. Con này sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Lên cho em là dao gọt gỗ. Con này sẽ là 40k này các này. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy. Tiếp theo là con này sẽ là con thái gỗ này. Đấy. Con thái gỗ các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Thái gỗ này rất là bén luôn. Seki Japan. Con này thì sẽ là 80.000 nhá. 80k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thái gỗ 80.000. Đấy. Lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì một em nữa. Em này nó sẽ là em chặt gỗ, hàng made in Japan này. Đấy. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đó, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k. 180.000. Mua lẻ thì như vậy, còn mua combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, hàng của thương hiệu Seki Japan. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Mua 3 con 260.000, mua lẻ con chặt 180, con thái là 80.000. Đấy, con gọt. Đây, hàng thương hiệu Seki Japan này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con dao. Các bác lên cho em đó là dao, con này là cái gì? Dao vuông nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo này, hàng thương hiệu Wattbo đây. Đấy, cùng với con dao gọt 2 đấy. Thì các bác lên cho em là thái vuông nhá, thái vuông. Đó, thái vuông. Nó có cái đầu hình vuông như này thì lên cho em là thái vuông nhá. Con này thì sẽ là 180.000 này. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đấy. Còn tiếp theo thì bên shop có cái con dao thái nhọn này. Đấy. Con này thì nó sẽ là nhọn như này các bác này. Đấy. Hai con thép trắng của thương hiệu Wattbo, thép trắng không gì nhá. Con này lên mã giúp cho em đó là thái nhọn này. Đấy, thái nhọn. Con này thì lưỡi nó nhọn, à cái mỏ nó nhọn như này. Đấy, dọc giấy thì dòng này thì không phải bàn rồi. Dọc giấy thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy rất là bén luôn. Đó, các bác thấy không? Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông và thái nhọn nhá. Thái vuông và thái nhọn. Hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con thái vuông này thì sẽ là 180 và con thái nhọn này là 175 và mua hai con này thì em tính cho các bác là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho các bác luôn. Đó.
Con này thì nó sẽ là mũi nhọn. Đấy thì lên cho em con này nó sẽ là thái nhọn này. Đó. Con dao thái nhọn giá sẽ là 175k. Đó, 175.000. Đó. Còn tiếp theo là con dao thái vuông nhá. Đấy, con này là lưỡi nó vuông cho nên bên em gọi nó là thái vuông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông này. Thái vuông giá sẽ là 180k. Đấy, 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đó, mua hai con là 350. Ngoài ra thì bên shop có cho bác một mã đó là con dao chặt. Con này các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Cũng của thương hiệu Wattbo luôn, thì các bác có thể mua combo hai con thái này và một con chặt như này. Con này thì tầm khoảng 3 đến 4 lạng thôi, nhưng mà vừa đầm tay lắm, đầm tay rất là ngon lành. Đấy. Thì con này kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là 29. Bản của nó là dày là cao là 9 cm và chiều rộng của lưỡi, chiều dài của lưỡi là 17 cm. Đấy. Dòng này thì nó cũng là một cái dòng gọi là siêu bén rồi các bạn ạ. Đấy. Có thể là con này vừa thái vừa chặt được nhá, vừa thái vừa chặt được, rất là bén luôn con này. Đấy. Vừa thái vừa chặt rất là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là dao G49. Giờ G49 giá sẽ là 150k, đúng không? Lên cho em là dao G49 nhá. Dao G49 150k. Hàng của thương hiệu Wattbo. Rồi, ok các bác, các cái mã dao của bên em. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Automat nhá. Đấy, Automat hàng nội địa của Nhật này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em ship code toàn quốc. Đấy, bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp chị em, ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái Automat hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng Adcock, công suất của nó sẽ là 30A, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Điện của nó thì từ 100 đến 220V. Các bác dùng điện Việt Nam mình ok. Hàng nội địa của Nhật nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết các bạn này. Đấy. Đây. Giá thì sẽ là 110.000 cho con Adcock như này. Con này thì nó sẽ là chống giật, chống chập, chống quá tải. Các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa và các cái thiết bị của các cái thiết bị nhỏ đều ok hết nhá. Đấy, motor, máy bơm nước dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng để đóng ngắt motor, máy bơm nước. Có dấu hiệu điện của dò gì chập cháy hoặc là quá tải là ad sẽ nhảy hết nhá. Đấy, lên cho em là Adcock 30A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con cock 30A như này. Đấy, các bác lên cho em là cock 30A nhá. Cock 30A này. Cock 30A. Giá sẽ là 110k một chiếc, 110.000 cho một con cock 30A như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là con Ad Đại 40A đây. Đấy. Con Ad Đại 40A. Đấy, hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan. Đấy. Có hàng của Mitsubishi, hàng của Natina nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan quá này. Đó, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con Adcock, một con Ad Đại 40A như này. Đấy, Ad Đại 40A như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, các bác lên cho em là Ad Đại này. Đó. Ad Đại 40A, Ad Đại 40A, giá sẽ là 180k nhá. Đấy, 180.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con Ad Đảo Chiều này. Ad Đảo Chiều. Con này thì nó sẽ là dòng Ad Đảo Chiều và 63A nhá. Đấy, 63A Đảo Chiều. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 trong con Ad Đảo Chiều như này. Đấy, công suất của nó là 63A. Con này thì các bác dùng chuyên dùng cho em đó là nhà có hai công tơ này, hoặc là dùng cho gọi là dùng cho hai công tơ hoặc dùng cho máy phát điện đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là Ad Đảo Chiều, 110.000 cho một con Ad Đảo Chiều như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Đấy, test xong rồi nhưng mà các bác cũng vẫn cứ uống rượu bình thường cho em. Đấy, uống rượu không lái xe là được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là một thân máy như này này. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Một thân máy này, một âu đựng rượu và một cái âu để các bác đựng đá. Hai cái chén này của em nhá. Hai chén này của em, nói thẳng thế luôn. Lúc các bác xem quảng cáo các bác bảo ta thấy thêm có thêm hai cái chén nó phức tạp ra. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm là một thân máy này. Đây là cái thân máy của nó này, một thân máy này, một cái âu đựng rượu này và một cái âu nhựa để các bác đựng đá bên dưới mình dùng cho nó mát. Đấy, các bác đặt vào cho em. Đấy, đặt vào. Sau đó thì mình bắt đầu rót thôi. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đặt cốc như này là nó sẽ rót này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đặt cốc vào như này nó sẽ rót này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con mắt cảm biến đây, các bác cứ đặt vào là nó rót thôi. Đấy. Và các bác có thể tùy chỉnh tăng giảm ở đây, đó. Lên cho em, đưa anh cái rẻ mình yêu.
Các bác lên cho em là máy rót rượu tự động nha, máy rót rượu tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho con máy rót rượu tự động như này. Con này thì em để lâu lắm rồi. Đấy, em để lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia rồi mà em vẫn dùng bình thường, không có phải sạc pin sạc biếc gì cả. Đấy, để nó bụi bặm quá này, em lau đi cho các bác xem. Đó, lau đi là sáng bóng đẹp luôn. Đó này, các bác tắt đi này, tắt đi này, bật lên này. Đó. Đây, đấy các bác. Đầu tiên các bác bật lên cho em này, đấy, và mình chỉnh lên một chút này, sau đó thì các bác đặt cốc vào là nó rót này. Đấy, rất tiện luôn nhá. Đấy, đều nhau tam táp luôn, đều nhau tam táp luôn. Đó, hai chén đều nhau tam táp luôn nhá. Các bác thấy không? Đây, hai chén này đều nhau tam táp luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy rót rượu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho một em máy rót rượu như này. 270k. Nó rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là máy rót rượu 270.000 nhá. Đấy. Máy rót rượu 270.000. Đây. Lên cho em là máy rót rượu này, máy rót rượu 270k, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì con này các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mình sử dụng thôi. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn như này con này, một cái ngăn như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái ngăn như này. Và các bác tháo ra ở đây có sẽ có cho các bác là bốn cái ô như này. Bốn cái ô như này, nếu các bác mua bình thường một cái ô như này thôi đã cũng phải mất đi là 30-40 nghìn rồi. Đấy, em cứ gọi cho là 40 nghìn thì là 160 nghìn rồi. 160 nghìn để mua được bốn cái ô inox đẹp như này. Đó, mỗi cái ô này của nó thì sẽ là 0,5 lít gì đấy. Đấy, và cả cái cặp lồng này thì của nó dung tích sẽ là 2 lít này. Đấy. Và có cáp cắm nguồn cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác cứ đổ nước vào đây, đổ nước vào đây. Đấy, đổ gần đến miệng này, sau đó thì các bác đặt cái này vào, đặt cái này vào. Sau đó thì mình cắm điện vào là mình đun nấu thoải mái nhá, đun nấu thoải mái cho em. Đấy, hấp xôi này, bánh bao này, rồi cho cơm cho gạo và nấu bình thường. Đấy, các bác có thực phẩm thức ăn mình mang đến cơ quan này. Đấy, mình xách đi mang đến cơ quan cho em. Đây, đóng ngắt ở đây, cắm điện nguồn ở đây nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ là cái hộp của nó này. Đây. Con này thì hàng của nó sẽ là công suất là 20W này, à 200W này. Điện thì nó sẽ là 110 đến 220V. Đấy, con này thì điện của nó là dùng được cả điện Việt Nam mình luôn, 50Hz, dung tích 2 lít. Đây. 259 130 220. Đó, dài rộng cao. Lên cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Giá thì cực kỳ ưu đãi, 180k. 180.000 cho cặp lồng như này. Mà nếu các bác mua 4 cái ô inox đấy nó sẽ mất cho các bác là vào khoảng là đi 160.000 4 cái ô inox rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão. Con này thì các bác lên cho em là đèn bão quạt. Con này thì nó sẽ có cho các bác một cái quạt như này. Đấy, đèn bão quạt này. Quạt rất mát luôn. Gió ù luôn các bác này. Quạt siêu mát luôn, gió ù này nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Kèm thêm cho các bác là một cái đèn. Đây, một cái đèn này các bác rút lên cho em, đèn rất sáng luôn. Cái quạt này các bác có thể dùng từ 3 đến 5 tiếng tùy theo mức độ sạc nhá. Và có cáp sạc sẵn cho các bác luôn, có cáp sạc luôn và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn, có pin năng lượng mặt trời. Mất điện các bác chỉ cần bỏ ra thôi. Đây, nó đang sạc này các bác này. Đấy, em che đi là nó không có ánh sáng, là ánh sáng điện này nó cũng vẫn sạc là bình thường nhá. Che đi là nó tối này, bỏ ra nó sáng các bác này. Đó, thấy chưa? Che đi nó tối này. Đó. Con này thì rất tiện. Các bác dùng nó rất là đã, mất điện mất đóm là các bác cứ thế mình sử dụng thôi. Đấy, quạt có thể được từ 3 đến 5 tiếng, nhà có trẻ em trẻ nhỏ đều ok. Hên cho em là đèn bão quạt nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Đèn bão và có quả cả quạt luôn, cho nên là đèn bão quạt giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cái đèn bão này bao nhiêu nhỉ? 100k nhá. Đấy, giá cực rẻ luôn, 100.000 cho cái đèn bão như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Một con cốc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sử dụng hai cái quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có thể cho vào mình pha trà, pha cà phê đều được hết nhá. Đấy, cho đây. Ở đây nó có cái tấm có cái viên pin hạt nam châm từ trường. Đấy, thì nó sẽ liên tục quay tròn để các bác pha trà, pha cà phê rất là tiện. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k tròn cho một cái con cốc tự khuấy như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, bỏ cho anh cái đôi pin đĩa đây để anh chạy thử nào. Con này nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, pin con thỏ nhỏ thì về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em là ok. Đây em sẽ lắp thử cho các bác xem. Đấy, đây nó sẽ là một cái
nam châm từ trường như này các bạn. Đấy, nó sẽ là cái nam châm từ trường như này, bóc ra, bóc ra. Và lắp cho cái pin con thỏ nhỏ này vào nhá. Đấy, lắp vào sau đó thì các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu nhá. Về nhà các bác đi mua pin ở ngoài thôi. Đấy, em bán là không kèm pin đâu, nói rõ các bác thế luôn. Đây. Đấy các bác này, cho cái hạt nam châm này vào này. Đấy. Bấm này nó sẽ quay thôi này. Đấy. Đấy. Sau đó là các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại ấy vào đây. Đấy, một viên pin này các bác dùng thoải mái, khi các bác rửa thì tránh nước vào cái phần đít này là xong. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác rồi. Hàng chất lượng, giá hợp lý. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao ba con, dao cán gỗ ba con nhá. Bỏ ra anh tờ giấy. Đây anh tờ giấy. Bộ dao cán gỗ ba con, giấy ghi đơn đấy. Đấy, giấy nào cũng được. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt này. Con này cân nặng của nó là khoảng từ 5 đến 7 lạng. Đấy. Tờ nào cũng được. Từ 5 đến 7 lạng các bạn này. Đấy, cân nặng của nó là từ 5 đến 7 lạng và con này thì khá là dày luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan. Đây chữ này là chữ Made in Japan nhá. Đấy, giống như kiểu chữ Việt Nam mình là sản xuất tại Việt Nam. Đấy, còn cái này thì nó sẽ là sản xuất tại Nhật nhá. Đấy. Các bác về các bác có thể gõ Google dịch là ra cái chữ này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. Lên cho em là con dao chặt gỗ 180k cho một con dao chặt gỗ này nhá, 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao thái gỗ này. Con này giá chỉ có 80k thôi, 80.000 cho con dao thái gỗ như này. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén này các bác. Đây, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, dao thì rất là bén luôn thôi nhá. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Và dao thì rất là bén và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy các bác thấy không? Dao rất bén luôn, Seiki Japan như này. Con này thì sẽ là 80.000 cho con dao thái gỗ như này nhá. Đấy, 80.000. 80.000 là vào 260 rồi. Đấy. Tiếp theo thì con dao gọt này, con dao gọt này thì sẽ là 40.000. Có lên cho em là gọt gỗ nhá, 40k cho con gọt gỗ như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 các bạn này, cũng rất là bén luôn các bạn này. Đấy. Con này thì là bén của bén rồi, bén của bén rồi. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả hoặc là đa di năng luôn. Con này thì dài khoảng 20cm, còn con này thì dài khoảng 30cm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó, còn con này là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ 40k. Đó. Nếu các bác mua combo 3 con như này nhá. Bộ 3 con như này sẽ là 260.000. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao này. Cán gỗ này. Cán gỗ giá sẽ là 260.000 và bao ship. 260.000 cho 3 con dao, bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác đi đâu mua được giá rẻ như này. Đó. Còn nếu các bác mua lẻ thì sẽ là con này 180.000, con kia 80.000, con kia là 40.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này. Đấy, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhé. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký bác nhá. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con. Dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi theo theo combo. Đấy thì một mớ của nó. Bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy. Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bác. Đấy, đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhé. Đấy. Đây các bác này. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác nhá. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm, tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhá. Đấy, 110.000 cho một cân như này. To nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy đây các bác. Đấy. 110.000 cho một cân như này đây, một cân như các bác này. Đấy.
sẽ có cái to, cái nhỏ, cái lớn, cái bé, cái mẹ, cái con. Đấy, tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhé. Đấy, hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít vít cân ký nhá. Đấy, vít vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này, đó. Vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá, 110.000. 110.000 cho 1 kg. Và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhé. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó thì, đá cắt sắt inox nhá. Đấy, đây các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng, mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày, khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nó thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 nhân với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá. Lưỡi cắt sắt inox thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên. 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy, 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá. 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá. 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000, 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy, thì nếu như các bác mua 2 dây như này, 2 dây như này là 50 lưỡi này. 2 dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Và bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá. 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mên lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan qua này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo từng loại các bác nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy. 7,5m này, 7,5m thì sẽ là
50k nhá, 50k. Đấy, và 10 mét thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5 mét là 40.000, 7 mét rưỡi là 50.000 và 10 mét là 60.000 nhá. Đấy, đây, 5 mét này. Đấy, con 5 mét các bác nhá. Đấy, con 5 mét này. Đấy. 5 mét này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7 mét rưỡi này sẽ là 50.000 này. 50.000 trong cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10 mét này, giá chỉ có 60.000 cho cái thước 10 mét này thôi nhá. 60.000 nhá. Đấy. Rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm, đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về ba màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về ba màu, nhưng mà bên em lên tên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ ba màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và sáu là xoắn dây buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng. Đấy, có tới 5-6 chức năng như này và lò xo chữ V nhá. Luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về ba màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có ba màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k cho một chiếc như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới. Cứ các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Hello các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục chương trình quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó, 3 mẫu cơ bản các bác nhá. Đây, đây nó sẽ là 3 mẫu khò ga của bên em này. Thì đầu tiên em lên cho các bác cái khò ga đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa. Nhưng mà con này thì nó là dòng khò ga đúc, cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết. Đúc rất chắc chắn luôn. Đó. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò ga đồng như này nha. 90k. Đó, lên mã giúp cho em là khò ga đồng. 90.000 cho một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò ga trắng này. Đấy, khò ga trắng. Dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nha. 50k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga đại nhá. Các bác lên cho em là khò ga đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khò ga đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình thui gà, thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, Japan các bác này. Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khò ga bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái kẹo chuột các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhé. Hàng nhập khẩu của Thái Lan. Đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết. Đây, màu hồng như này, rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến và nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy, thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn, thì chết cả đàn luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi. 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này. Đó, kẹo chuột. Giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này, 30.000. Đó, chết cả đàn luôn, con này thì cực kỳ là nhạy luôn. Nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại trong gầm tủ, gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi. Đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá. 30k cho một kẹo chuột như này.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này. Đấy, Tết nhất các bác dùng nhiều rồi, cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá, thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này, và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai, cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Bạn cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy, sau khi anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày, nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy, các bạn theo. Kết quả này ok luôn nhá. Ngoài ra nó có rất là tiện ích nhá. Và bồn cầu nữa, nhà anh em nào mà đấy thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy, lên cho là bột thông cống nhá. Giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi. 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bột thông cống của Nhật nhá. Giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy, thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy, 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây, 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy, thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ, cho nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này. 1 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 5 6 7 8, tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn này, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hếch ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crotman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crotman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một em kìm chết Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%, thép CLV không gì nhá, thép CLV không gì. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay rất là sướng luôn. Và ưu điểm con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện. Lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CLV không gì này, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá. Con tô vít vạn năng. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây. Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm. Đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải pin sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn LED đây này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tô vít nhá. 8 đầu tô vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này. Đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy. Dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây. Và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn thì các bác dùng nó cũng thoải mái. Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng này, tô vít vạn năng, tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít xanh nhá. Đấy, tô vít xanh đây. Đấy, thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn. Con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó, thì các bác có thể lắp vào đây cho em này. Lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây. Mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em. Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra, nấc một này. Đấy, cho giãn ra nấc một hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này.
Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đây như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo, các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn, mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó. Khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi, và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm, rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn, thì nó cũng rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k trong cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây, hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này, đó, made in Germany. Đó, vào đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó. Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa, và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn. Các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Khóa đồng Đức này, đó. Khóa đồng Đức. Khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho một cái ổ khóa như này, bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm chống cắt đầy đủ cho bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm chống cắt các thứ đầy đủ cho bác luôn. Mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này thì nó quá là hữu ích rồi. Đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh thì các bác phải dùng bình nóng lạnh. Mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao, cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này cho em thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này. Bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn, và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây, em sẽ cho các bác xem video. Đây các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái
kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi. 100.000 nhá. Đấy. 100k trong chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Thép CLV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này. Chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhé. Giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi. Con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó. Con này thì giá sẽ là 100k trong con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành rồi cho các cái loại củ ở đây. Mình ép ra là xong, nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng. Đấy, đồ đồng mạ vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy thì bên shop về một số các cái mã đồ đây rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhá. Bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy. Chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này. Bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Các bác có thể dùng để mình decor trang trí này hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp pha trà các thứ rất là ok. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một chuyên 6 chén như này. Đấy, một chuyên 6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhá, mạ vàng 18 carat và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450.000. Đây, một con chuyên đây. Đấy và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây. Rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này. Các bác có thể mua về để decor trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450.000 nhá. Các bác lên mã giúp em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên cho em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000. Cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyên của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm. Chiều rộng của nó thì gần 20 cm và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyên này và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn và có một cái đĩa này, một cái đĩa như này, rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 các bác nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đây, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Kremlin của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Giá của nó sẽ là lên cho em là chuyên hoàng gia này. Chuyên hoàng gia. Chuyên hoàng gia. Hoàng gia giá của nó sẽ là 700k nhé, 700k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn các bác này.
Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này. Đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng. Đó, đây các bác thấy không? Đây, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này. Đấy rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên hoàng gia chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400 nghìn nhá. Đấy. Các bác lên xem là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng. Giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400k nhá, 400k cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này. Cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80k nhá. Lên cho em đó là khay dán nhá, khay dán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy. Lên cho em là khay dán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi. Giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô Nhật tự động này. Thì nó về nó có màu đen màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy, thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô Nhật tự động như này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động như là khi các bác dùng nó rất là tiện đây. Ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này. Khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này nó sẽ đẩy ra các bác này. Đấy, bật này nó sẽ tự động nó đẩy ra. Nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhá, nan kép 10 nan. Và nó sẽ tự động đóng mở này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy, thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này xem, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào thì các bác bóp này nó sẽ thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác mà mua ở ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy. Bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù Nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy. Rất tiện. Đấy, các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30cm thôi. Ô dù Nhật nhá, lên cho em là ô dù Nhật này. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này. Đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dây đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin sau đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít cái mã máy sấy tóc hàng thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1800W, hàng của Toshiba nhá. Còn một ít cái mã này nữa,
Con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70k nhá. 70k cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này. Công suất của nó sẽ là 1.800W nhá, 1.800W. Đây chỗ này em chỉ còn nhiêu đây thôi. Chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái thôi, hơn chục cái được các bác nhá. Đó. Giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này. 70k các bác nhá. Đó. Còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác, công suất của nó sẽ là 1.800W, điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5 m. Dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số rác luôn, hàng của thương hiệu Toshiba, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng để đấu vào cái ắp quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắp quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tẩu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá, xoay 360 độ này, rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130k, 130k cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác dùng chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này mất 20.000 rồi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Cái này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên 1 phút nhá, 32.000 lần trên 1 phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con bàn chải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 60k một chiếc. 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm thôi nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái mẫu bình tông con này. Đấy, bình tông đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga này. Đấy, CCCP. Đó, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nga và chuyên phục vụ cho quân đội. Có một cái bao da như này các bác dùng thì mình có thể dùng để mình đeo hoặc sách rất là tiện nhá. Đeo hoặc sách mang theo bên người thì mình có thể dùng để mình mang nước lọc này, nước uống này, rượu bia này, rồi là các cái đồ nước mình đựng vào đây. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn, và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông. Giá sẽ là, lên cho em là bình tông này. Đó. Bình tông, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã bình tông này, 130.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái một cái bình mẫu mới này. Đấy, cái bình mẫu mới như này về các bác này. Đấy. Bình này thì cũng là một cái bình đựng nước rất là tiện luôn. Các bác ngoài đựng nước thì mình có thể đựng rượu bia này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội các bác này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ là ngon nhá. Đây, nắp xoáy nắp xiếc của nó này, có hết chống mất nắp nhá, chống mất nắp, ren giếc các thứ cực kỳ ngon lành luôn. Đấy. Và có một cái dây dù đeo như này các bác này, có cái dây dù đeo như này. Thì các bác có thể mang nước đi học này, đi làm, đi công trình này. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, chuyên để đựng nước lọc để uống các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Con này thì bằng nhôm này, mà nhôm thì các bác biết rồi, dùng nó rất là bền đẹp chắc chắn nhá, không lo bị móp méo này. Hàng dày dặn chắc chắn ngon lành cho các bác này. Dòng này thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, mẫu 1 lít và mẫu 2 lít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là bình xanh nhá, nó màu xanh quân đội như này. Đó, màu xanh quân đội như này thì các bác lên cho em là bình xanh. Con 1 lít này thì sẽ là 70.000 và con 2 lít này là 90.000. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, giá rất rẻ và giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh này, đó, bình xanh. Một dòng thì 1 lít thì sẽ là 70k nhá, 70k. Đó, còn con 2 lít thì sẽ là 90k. Đấy, 2 lít sẽ là 90.000. Đây, bình xanh nhá. Con này 1 lít này, 1 lít giá sẽ là 70k cho con bình 1 lít như này nhá. 70.000 cho một con bình 1 lít như này thôi. Đấy. Còn con này thì 2 lít sẽ là 90k nhá. 90k cho một em 2 lít như này. 90k các bác nhá. Đấy, thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi của Đức này. Đấy, ép tỏi của Đức. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người đây của Đức. Con này thì chuyên dùng để các bác dùng để ép tỏi này, ép hành này, gừng này, rồi các cái
loại gia vị dùng rất là ngon luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhé. Các bác lên cho em là ép tỏi này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này. 100.000 cho một con ép tỏi như này. Rất tiện lợi cho các bác luôn. Ở đây thì các cái đầu này của nó thì nó sẽ là rất là dày. Dày và nhiều đầu, như là khi các bác ấn vào bát là nó đẩy lồi hết này luôn. Thì là cái tỏi hành của các bác nó sẽ rất là nát và nó sẽ chiết ra được nhiều nước. Thì các bác dùng thì nó rất là thơm nhá. Đấy, lên cho em là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khò ga đại nhá. Khò ga đại, con này thì giá chỉ có 120.000 cho con khò ga đại như này thôi. Hàng thì của thương hiệu Kabushi nhá. Hàng thương hiệu Kabushi Japan này. Hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120k cho một con khò ga đại như này. Đấy. Đầu của nó thì là bằng đồng hết này. Đầu bằng đồng giữ nhiệt rất là tốt luôn. Và là đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động như này. Đầu bằng đồng giữ nhiệt tốt, đánh lửa tự động. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho một con khò ga đại như này. Có lên cho em là khò ga đại 120.000 nhá. Khò ga đại 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt chống thấm. Con này thì chuyên dùng để các bác đưa vào các cái vị trí như là bị nứt này, bị thấm rột này. Đấy, phủ lên các cái bề mặt rất là tốt luôn. Giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm này, xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. 15. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con bình xịt chống thấm này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu bóng đèn nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini này. Đấy, con này sẽ là dòng 4 cánh mini như này. Công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này. Đấy, 4 cánh mini 28W, con này thì siêu sáng luôn, rất sáng quá nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, 40.000 cho một con bóng như này thôi các bác này. Rất sáng luôn các bác. Đấy, sáng chói chang luôn và nó ưu điểm của nó là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể dùng rất là tiện, mang đi mang về rồi bây giờ bình thường các bác mua một quả bóng LED bình thường nếu mà hàng mà được sáng như này và chất lượng như này thôi giá đã phải là 570.000 nhá. Đấy. Vậy và một quả bóng 4 cánh đẹp như này. Đấy, có thể gấp gọn mang đi công trình này. Đấy, rất là gọn gàng luôn nhá, rất gọn gàng luôn. Các bác có thể dùng rất là đa di năng nhá. Đấy. Lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, bóng đèn 4 cánh mini, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy, 4 cánh này. Đấy, 4 cánh mini, giá sẽ là 40k cho một chiếc nhá. 40k cho cái bóng đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 5 cánh nhá. Đây, đèn 5 cánh này. Con này thì siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 120.000 thôi nhá. Hả? 120.000 thôi nhá, 120.000 thôi. Rất sáng luôn con này. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu e-form như này và dòng 8 cánh nhá. 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh thì nó chỉ thêm 3 cánh thôi. Còn con này của nó thì công suất là 100W và giá của nó thì sẽ là 120.000 cho dòng 5 cánh và dòng 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con điều khiển như này. Đấy, và một cái con nguồn như này các bác nhá, một con nguồn. Đấy, một con nguồn, một con điều khiển như này và có dâu nhá. Con này thì khoảng cách xa của nó thì nó sẽ được vào khoảng là xa thì và này. Cái bơm của các bác đây nhá thì mình cắt đôi nó ra. Thì cái dây phích cắm ấy thì mình sẽ đấu vào cái chân 1 2 này. Đấy, dây phích cắm các bác đấu vào chân 1 2 cho em nhá. Đấy là đầu nguồn vào này. Đấy, đầu nguồn vào. Còn đầu ra khi đấu vào máy bơm thì các bác đấu cho em là chân 3-4 nhá. Bên này thì các bác đấu ra cái nguồn của máy bơm nhá. Đấy là chân 3-4 nhá. Đầu vào là 1-2 và đầu ra thiết bị là 3-4. Sau đó thì các bác điều khiển cho em thôi. Đấy. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là xong. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cắm vào. Đấy, bây giờ cắm vào này. Các bác nhà mình cắm điện vào là được nhá. Có thể điều khiển từ xa được luôn này, bạn này. Đấy, tắt này, với khoảng cách là 100m trở lại nhá. Đấy, khoảng cách là 100m các bác nhá. Là ok ạ. Đấy, tắt bật máy bơm các thứ rất là ngon luôn. Ngoài máy bơm thì các bác có thể dùng là bóng đèn này hay là các cái thiết bị khác nhá. Đấy, đều ok hết.
Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một cái bộ điều khiển từ xa này thôi nhá. Đó. Được rồi, được rồi. Các bác lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển à, bên em có cái bộ là cắm trực tiếp và bộ này là bộ đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen. Giá sẽ là 95.000. Đó, 95.000 cho cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điều khiển đấu nối đen nhá. Đấy, nó màu đen như này. Và giá thì sẽ là 95.000 một bộ này thôi. Giá siêu rẻ luôn. Điều khiển này, đấu nối này. Đó. Cái này thì các bác về phải đấu nối nhá. Và màu đen, giá sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con cắm trực tiếp này. Lấy cho anh tí nào. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái máy đuổi chuột này. Đấy, con này thì chuyên đuổi chuột rồi côn trùng kiến gián các nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con máy đuổi chuột như này. Giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Thì con này các bác có thể dùng để đuổi chuột này, côn trùng này, kiến gián đều ok hết nhá. Đấy, chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết, nhưng mà thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35.000. Đó. Máy đuổi chuột này, đó. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Nhà các bác có chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết nhá. Chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Nó rất tiện các bác nhé. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop về cho bác một cái mẫu ổ điện mới nhá. Thì các bác lên cho em ổ này, nó sẽ là ổ trắng này. Đấy, có công tắc đóng ngắt đây, em sẽ cắm điện trực tiếp vào cho bác xem luôn. Con này thì dây nó sẽ dài tầm khoảng là trên 1m các bác. Đấy, dây dài trên 1m. Đây. Đấy, nó tầm khoảng mét rưỡi gì đấy các bác nhá. Đấy. Mét rưỡi, mét 8. Đây, cắm điện trực tiếp này. Bật công tắc lên các bác này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá. Nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm và có hai chân USB như này nhá. Hai chân USB để các bác cắm ổ USB vào đây cho em này. Đó, hai chân USB như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã giúp cho em đó. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ổ trắng. Giá sẽ là 60.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là ổ trắng này. Đó. Ổ trắng giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái ổ trắng như này. Đấy, giá sẽ là 60.000. Đây, có công tắc này. Đấy, có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo các bác nhá. Con này thì giá sẽ là 60.000. Lên cho em là ổ trắng 60.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng ổ xanh nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con ổ xanh như này các bác này. Con ổ xanh này thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 các bác nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Con này thì nó sẽ là 1 2 này 3 4 này 5 6 ổ cắm và 3 chân USB nhá. 6 ổ cắm, 3 chân USB. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Đấy. Con này thì cũng có ổ cắm và có đèn báo các nhá. Có đèn báo luôn các bác này. Đấy, đây đèn báo đây các bác này. Đấy. Có đèn báo sáng như này, có 3 chân USB, có đèn báo sáng nhá. 3 chân USB có đèn báo sáng. Giá thì sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là ổ xanh 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dây sạc béo này. Dây sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là đèn báo như này luôn. Đấy, có đèn báo như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái dây sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 cho cái sạc béo như này nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Dây dài khoảng là 1m nhá. Đấy, khoảng từ 90cm đến 1m. Cắm điện vào là có đèn báo nhá. Và dây của nó thì nó rất là to luôn, thì các bác dùng bền này. Đấy, dẫn điện tốt thì các bác sạc rất là nhanh. Và ưu điểm của con này là có đèn báo luôn, có đèn báo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Dây này thì chống quấn, chống giật, chống đứt được hết các bác nhá. Đấy, rất là tốt cho các bác luôn. 50.000 cho một con dây to bự như này. Các bác lên cho là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái sạc gầy. Đấy, cái này thì cũng chiều dài từ 90cm đến 1m.
và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000. Đấy. Con sạc béo này thì Minh ơi, con sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu tắt cái đèn này đi. Tắt đèn cho vỗ con muỗi đi, nó đang nó sẽ có hai màu nhá, màu xanh và màu đỏ này, màu xanh màu đỏ thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đó. Còn đây nó sẽ là cái con sạc gầy này 30.000 này. Đấy, còn cái con ổ xanh này thì sẽ là 50.000 nhá. Quay lên theo là ổ xanh này, đấy, ổ xanh. Giá sẽ là 50k. Con này thì dây dài khoảng 1 mét nhá, dây dài khoảng 1 mét. Con này sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là vòng đá nhá, vòng đá. Đây là một cái con vòng rất là tốt luôn. Đấy thì nó cũng giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là đẹp như này. Thì các bác có thể dùng để mình đeo như này rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này, rất là đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có hình như kiểu là hình một con trâu hay con sư tử gì đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá thì chỉ có 35k cho một chiếc vòng đá như này thôi. Các bác có thể đeo trang sức này và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá sẽ là 35k cho một cái vòng đá nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đây, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc và một cái bộ thẻ. Có cái nút nguồn on up ở đây này. Về nhà các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái thẻ vào cho em này. Đấy, lắp thẻ vào này. Đấy, lắp thẻ vào là nó sẽ tự đọc thôi. Đấy, đây các bác này. Có cả song ngữ. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đó. Rất rõ ràng luôn, tiếng Anh, tiếng Việt các thứ đàng hoàng. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là 212 thẻ này với các cái nội dung khác nhau nhá. Đấy, đầy đủ nội dung nhá. À, gì giúp cho các trẻ em nó có thể học và ngâm cứu rất là tốt luôn. Đấy, và tránh xa điện thoại, máy tính bảng, nó cũng là một cái dòng đồ chơi công nghệ. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Lên cho em là đọc thẻ này, máy đọc thẻ. Đọc thẻ, giá của nó sẽ là 90k cho một cái máy đọc thẻ như này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ nồi 5 món này, bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có cho bác là 140k cho cái bộ nồi 5 món như này thôi. Đấy, đây, con to nhất của nó thì khoảng 24 cm nhá, và con nhỏ nhất thì khoảng là 12 cm. Đấy. Thì các bác cứ nồi nào vung đấy cho em. Nồi nào vung đấy như này. Nồi nào vung đấy này các bác cứ đậy vào cho em là xong nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy thì mỗi nồi là có một vung luôn. Đấy, nồi nào vung đấy là nó để lọt vào nhau như này. Đấy, để lọt vào nhau thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy. Nồi nào vung đấy, cứ thế là mình đậy vào nhau thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Đấy. 5 cái nồi luôn. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000. Bảo con kia giải tán. Bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140k nhá, 140k cho bộ nồi 5 món. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác ít cái đồ của lính Mỹ nhá. Đồ của lính Mỹ thì sẽ bao gồm cho các bác là mũ này. Đấy, bên em sẽ có mũ này. Mũ, một cái mũ dàn di đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một cái mũ dàn di đẹp như này các bác nhá. Đấy, 80.000 cho một chiếc mũ dàn di đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là mũ dàn di nhá, mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 80k này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là một con thắt lưng Z như này, thắt lưng dù nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng dù. Dòng này thì cũng rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 80k cho một con thắt lưng dù này thôi. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần sập xuống này xong rồi. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Z nhá. Tuổi đời của con này thì từ năm 1941. Công ty của con này thì nó là chuyên sản xuất đồ lính Mỹ cho các bác luôn. Cái thắt lưng dù này thì các bác dùng chỉ có bao giờ mà chán thì vứt đi thôi, chứ không bao giờ hỏng được các bác nhá. Dòng này dùng không bao giờ hỏng được luôn. Đó, và rất là tiện này, các bác có tí tuổi là mình dùng nó rất là sướng. Chỉ cần sập vào này cho em xong. Đấy, khi mở ra thì các bác đẩy này nó ra này, sập vào này. Đấy, cứng cực kỳ luôn các bác nhá, dùng rất là thích này. Hàng của thương hiệu dép của Mỹ nhá. Hàng dép của Mỹ. Đó, còn đây thì nó sẽ là con mũ của lính Mỹ này. Đây. USA các bác này, USA. Đó. Thì combo cho các bác nhá. Đấy thì các bác có thể mua combo hoặc là mua lẻ cũng được. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Giá sẽ là 80.000 này. Đấy, hoặc là mũ dàn di nhá. Mũ dàn di giá cũng là 80.000 luôn, mũ dàn di giá sẽ là 80.000. Hàng đội ôm form đẹp quá nhá. Đấy, ôm form rất là đẹp luôn. Đấy, hàng ôm form rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái vật mũi thông minh nhá, vật mũi thông minh. Các bác lên cho em là vật mũi đứng này. Con này thì đây, các cái thông số điện của nó đây các bác này. Đấy, các thông số điện của nó đây.
đó, 5V 1A, 300V đó. Đây thì con này của nó thì về nhà có cái đế như này, các bác cắm ở cái ổ USB nhà mình, hoặc các bác có thể mua cái ổ xanh ổ trắng kia cũng được. Đấy, và đây các bác này, đấy, nó sẽ đánh điện như này các bác này. Đấy, đánh điện rất là mạnh luôn. Thì con này rất là tiện nhá, và có chức năng là đèn hồng ngoại như này thì có chức năng bắt muỗi tự động nhá, hoặc là sử dụng để vật muỗi bình thường. Giá sẽ là 150.000 nhá. Về nhà thì các bác chỉ việc để đứng như này thôi, sau đó thì các bác cắm cái này vào chân USB và để thế này. Đấy là muỗi ruồi nó sẽ bay vào đây và nó sẽ chết nhá. Đấy, lên cho em là vật đứng nhá, vật đứng. Giá sẽ là 150.000 nhá, vật đứng này. Đó, vật đứng, giá của nó sẽ là 150k cho cái vật muỗi đứng như này, 150.000. Nó bao nhiêu? Vật đứng 150.000 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 130k thôi, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hết rồi, thôi. Bỏ cái bàn chải ấy. Rổ vuông nhá thì một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ như này. 3 chậu 3 rổ như này. Hàng này của nó thì siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai luôn, các bác tha hồ sử dụng luôn. Siêu dai luôn, bẻ biết các thứ ok nhá. Các bác dùng để rửa rau nó rất là tiện này, rửa rau rồi đựng rau thơm, rau mùi, các loại rau dạ này. Đấy. Con to nhất của nó thì lên tới là 30 mấy sen cơ, và con nhỏ nhất thì trên 20 sen. Đấy, một combo như này bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, lên xem là bộ rổ vuông này, bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá, hàng nhựa Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hai lớp bộ rổ vuông. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vỉ bàn chải nhá, vỉ bàn chải. Bao tiền vỉ này nhỉ? Các bác lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy, hàng thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 6 cái này. 6 cái bàn chải này. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 6 bàn chải đủ màu. Dòng này thì của nó thì chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ bàn chải nhá. Đấy, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này. Đó, vỉ bàn chải chuyên các bác chuyên dùng để mình đánh răng rất là ok luôn. Đấy, đầu bàn chải này. Hả? 35.000 nhá. 25.000. Đấy. 25k cho một vỉ bàn chải như này, bao gồm là 6 chiếc thôi nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác ra chợ mà mua một vỉ một cái bàn chải không đã 20-25.000 rồi. Thế mà đây em bán 25.000 cho 6 chiếc luôn. Đấy, 25.000 cho 6 chiếc như này. 1 2 3 4 5 6 nhá. Đấy, hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Đấy, đèn bão và có quạt các bác này. Đây nó sẽ là một con đèn như này, kéo lên là nó sáng này. Ngoài ra thì nó sẽ có chức năng cho bác là quạt mát này, rất là mát luôn các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng gió nó kêu là các bác đã biết cái độ mát của nó rồi. Dòng này của nó thì siêu mát luôn các bác nhá, gió rất là mạnh luôn. Các bác có thể mở ra như này được này. Đấy, mở ra như này, gió rất là mạnh các bác nhá, gió vù vù luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k tròn cho một con đèn bão như này, có pin năng lượng mặt trời, có cả chân sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn chân sạc về nhà, các bác chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy. Đây, có sẵn chân sạc như này rồi. Về nhà các bác cắm trực tiếp sạc điện 220V cho em nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn bão quạt như này. Đèn bão quạt như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Đèn bão quạt này. Đèn bão quạt giá sẽ là 100k cho một em đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa, hàng thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, mặc vào nó sẽ đúng như này. Đấy, chất liệu của nó thì chống thấm các thứ rất là tốt luôn. Size của nó sẽ là size 3XL, size to này. Đấy, chất liệu của nó thì các bác mặc giày nắng, giày mưa đều được hết nhá. Đấy, giày nắng đều mưa được hết. Giày nắng thì sẽ là chống nắng rất là tốt luôn, và giày mưa thì sẽ là chống mưa. Đó, và đặc biệt là miền Bắc thì nếu mà trời lạnh các bác mặc thì rất là ok luôn này các bác này. Đấy, chất của nó đây các bác này. Đấy, hai lớp luôn các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn, cả quần cả áo luôn. Đấy, lên xem là bộ quần áo mưa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000 nhá. Đấy, lên xem là bộ quần áo mưa. 195k. Đó, bộ quần áo mưa này. Quần áo mưa giá sẽ là 195k. Con này em bán là giá siêu rẻ đấy. Các bác mà ra ngoài cửa hàng nếu họ bán cho các bác là tầm 300.000 cơ. Tầm 300.000. Nhưng mà hàng online thì em bán cho các bác giá rất là tốt luôn. Rồi, ok.